Về đường kính của cái bộ dụng cụ đưa vào thì nó thay đổi kích thước tùy theo cái kích thước của stem grab chúng ta chọn lựa. Hiện tại thì bây giờ đa phần các trường hợp là cái kích thước bắt đầu là đưa xuống cái kích thước nó nhỏ, đường kính cỡ vào khoảng chừng 6 mm, cho nên là chúng ta có thể đưa qua những cái mạch máu nhỏ hơn. Thân chính thì đa phần các trường hợp là nó có hai nhánh, đa phần là có hai nhánh, trong đó thì có hai loại. Loại thứ nhất là có hai mạch, thì có một chân dài từ động mạch chủ bụng xuống đến động mạch chậu và một cái chân phụ kéo dài để đưa xuống cái động mạch chậu phía bên đối diện. Thế tuy nhiên thì cái loại dụng cụ này thì việc chọn lựa nó sẽ khó khăn hơn, ít phù hợp với bệnh nhân hơn, cho nên đa phần các công ty sau này đều sử dụng là có ba nhánh. Để trong đó thì có hai nhánh nối dài từ thân chính xuống động mạch chậu, thì chúng ta sẽ chọn lựa cái dụng cụ nó dễ hơn cho bệnh nhân. Thứ hai là trong cái thân chính này chúng ta thấy nó có những cái móc để chúng ta giữ ở trên thành động mạch chủ để nó không bị di chuyển sau khi chúng ta đặt. Và nếu mà với những trường hợp khó nha, thì người ta có thể sử dụng thêm các cái vít, ở đây chúng ta thấy là các cái endoamco để người ta khoan qua cái ống ghép vào trong thành của động mạch chủ để giữ cái ống ghép này nó không bị di chuyển và hạn chế cái chuyện là bị endolytic, bị rò bên trong của cái động mạch sau khi chúng ta đã hạ đặt cái stent graft. Bộ phận thứ ba của cái stent graft đó là cái chân kéo dài nha, chân nối dài. Chúng ta thấy chân nối dài, chân nối dài thì nó sẽ cũng có kích cỡ thay đổi, nhưng mà cái đoạn trên thì nó sẽ bằng cái chân chân hai cái chân nhánh của thân chính, còn phần dưới thì tùy thuộc cái kích thước của túi phình thì người ta sẽ chọn lựa. Chúng ta biết là đây cũng là những cái tiến bộ, trước đây thì chúng ta không có nhiều cái kích cỡ thì chúng ta không thể chọn lựa cho những trường hợp có phình của động mạch chậu để chúng ta đặt ở phía dưới. Thì bây giờ với những động mạch chậu mà có kích thước trên đến 22 mm thì chúng ta vẫn có những cái chân phụ để chúng ta đặt xuống và với cái chiều dài có thể thay đổi để chúng ta chọn lựa đặt cho bệnh nhân. Thế ngoài ra thì các cái bộ phận phụ khác chúng ta có thể có cái cớt, nghĩa là có cái phần nối dài của cái động mạch chủ ở trên thân chính, để cho những trường hợp mà chúng ta không may đặt cái thân chính mà nó sai vị trí cần phải bổ sung thêm để tránh cái chuyện endolytic thì chúng ta có thể đặt cái chân cái miếng phụ này ở phía trên động mạch chủ, thì cũng giúp cho chúng ta có thể mở rộng được cái chỉ định cho những cái trường hợp ở phình động mạch chủ bụng mà không có cái nguy cơ phẫu thuật cao thì chúng ta có thể can thiệp ở mạch tốt hơn. Thế về các cái loại dụng cụ stent graft đã được chấp thuận thì chúng ta biết là hiện tại rất là nhiều các cái stent graft được chấp thuận, nhưng mà FDA ở Mỹ thì có công nhận là có 7 cái loại dụng cụ, thì trong đó có ba cái dụng cụ là của hãng Medtronic, một cái của Gore-Tex, của hãng Gore là Extruder, và của Cook thì có cái stent graft Zenith, và của Endologic thì chúng ta có Powderlink. Thì đấy là những cái dụng cụ đã được FDA chấp thuận, để chúng ta thấy đây là cái dụng cụ mà cái chân ở dưới nó rất lớn nên để chúng ta sử dụng cho những trường hợp mà có phình động mạch chậu chúng ta có thể đặt vào và vẫn bảo đảm không bị endolytic. Về vấn đề là các cái dụng cụ thì bây giờ chọn dụng cụ nào, chúng ta biết là có rất là nhiều các cái hãng đến giới thiệu. Thế tuy nhiên là bây giờ dụng cụ của hãng nào tốt hơn thì hiện tại thì theo như các cái công bố thì không có dụng cụ nào tốt hơn dụng cụ nào thì chúng ta cũng phải lưu ý. Thứ hai nữa là việc lựa chọn thì nó tùy thuộc vào gì, tùy thuộc vào hình thái giải phẫu học của động mạch chủ, tùy thuộc vào kinh nghiệm của phẫu thuật và thủ thuật viên, và một cái vấn đề chúng ta không thể không nói tới đó là vấn đề giá, nhất là vấn đề đấu thầu bây giờ mà chọn lựa mà giá cao là rất phức tạp, cho nên là giá cả cũng là một cái yếu tố chúng ta cần phải lưu ý. Các cái dụng cụ được lựa chọn nhiều nhất vẫn là những cái dụng cụ gồm có ba mạch, ba cái thành phần, với một nhánh chính, thân chính và hai cái chân phụ để kéo dài xuống động mạch chậu. Thế tuy nhiên với một số những cái trường hợp đặc biệt, với một cái động mạch chậu một bên bị tắc mà không thể đưa lên được thì người ta có thể sử dụng một cái dụng cụ, nghĩa là một cái ống thẳng đưa từ động mạch chủ xuống động mạch chậu, hay còn gọi là unibody. Thì cái dụng cụ này để điều trị cho những trường hợp hẹp nặng một động mạch chậu, chúng ta biết sử dụng cái này để chúng ta đặt từ phía trên động mạch chủ xuống động mạch chậu một bên, và đương nhiên là cái phẫu thuật này chúng ta phải kết hợp với một cái phẫu thuật làm cầu nối từ động mạch đùi bên này sang động mạch đùi bên kia, nghĩa là crossover, nghĩa là hai động mạch đùi hai bên, để tưới máu từ bên mà có được cấp máu từ động mạch chủ xuống qua cầu nối để nuôi cái chân bên đối diện. Thế thì với những cái dụng cụ đặc biệt là
để chúng ta sử dụng. Thì ngoài cái dụng cụ mà Unibody có một nhánh thì chúng ta biết là chúng ta cũng có rất là nhiều những cái tiến bộ. Như đây là một cái dụng cụ mà có fenestration, nghĩa là có cái lỗ ở bên hông để chúng ta đặt vào động mạch thận. Nếu mà chúng ta đặt hạ đặt nó ở trên động mạch thận, hoặc là chúng ta có thể là đưa vào các cái lỗ của động mạch bạc treo để chúng ta bảo đảm cái chuyện là tưới máu mà vẫn loại trừ được là máu không vào trong túi phình. Chúng ta có thể sử dụng là chimney, nghĩa là chúng ta đặt hai cái stent phụ vào trong động mạch thận đưa lên trên, và chúng ta sử dụng đặt cái thân chính để bảo đảm là máu vẫn tưới động mạch thận được, và chúng ta cũng không bị endolic cho những trường hợp mà túi phình sát với động mạch thận. Chúng ta có thể sử dụng các cái nhánh cái prong để chúng ta đưa vào trong động mạch chậu trong với những trường hợp mà chúng ta cần phải bảo đảm tưới máu động mạch chậu trong, hoặc là những trường hợp cổ ngắn, theo người ta có các cái dụng cụ để chúng ta khoan cái vít hay là cái khâu bên trong lòng động mạch. Thì đây là cái gọi là cái ELSA hay là cái endosuture, nghĩa là cái khâu nối bên trong lòng của mạch máu cho để phục hồi cái động mạch chủ. Thì chúng ta thấy đây là cái dụng cụ cũng là một trong những cái tiến bộ cũng đến hơn 5 năm nay rồi, được sử dụng khá nhiều. Thì tuy nhiên ở Việt Nam thì vì vấn đề là Covid cho nên là cũng chưa đưa về nhiều. Để chúng ta thấy đây là cái trường hợp mà bệnh nhân đã được đặt theo 6 cái endosuture để giữ cái stem gap ở trong thành của động mạch chủ. Thì đây là cái dụng cụ giúp chúng ta có thể là chúng ta điều trị tốt hơn. Thế thì cái trường hợp này thì người ta chỉ định cho những trường hợp mà đặt stent graft cho phình động mạch chủ bụng mà có nguy cơ bị rò rỉ ở bên trong lòng mạch máu đó. Những trường hợp mà phình sát động mạch thận, những trường hợp mà có gập góc không nhiều, gập góc nhiều đặt nó khó, dễ bị di lệch. Thế tuy nhiên là cái yêu cầu để mà có thể đặt được là chúng ta phải có cái chiều dài của cái chỗ chúng ta thả đặt là ít nhất là 4 mm. Nhà chúng ta biết là với những trường hợp mà phình động mạch chủ bụng có chiều dài cổ túi phình trên 10 mm thì chúng ta được quyền chúng ta đặt stent graft. Tuy nhiên là cái nguy cơ bị rò rỉ nó cao thì chúng ta phải có trên 4 mm để chúng ta có thể bắt cái endo angle này vào. Thế còn chống chỉ định thì những trường hợp mà bệnh nhân mà có cái vùng hạ đặt nó ngắn quá, những trường hợp mà bị sơ vữa nó dày nhá, trên 2 mm thì cái vít này chúng ta sẽ không thể giữ chắc vào trong thành mạch được, và đặc biệt là những trường hợp mà cái chu vi của túi phình nó bị nhiều hơn 50%, nghĩa là trên 180 độ, thì có một vùng chúng ta không thể bắt vít được thì cái chỗ đấy nó vẫn có thể rò rỉ như thường. Và những bệnh nhân mà đang bị xuất huyết nhá, thì cái nguy cơ là chúng ta đặt cái này vào có thể làm chảy máu và có thể làm vỡ. Thế còn riêng với cái trường hợp là sử dụng cái endologic của cái powerlink của hãng Endologic thì là cái trường hợp này là cái vít này nó không thể sử dụng được tại vì nó không có bám được. Thì đấy là những cái chống chỉ định. Còn một cái chống chỉ định mà bất cứ một cái vật liệu nào người ta cũng nhắc đến là dị ứng với các thành phần, thì trong cái thành phần của cái endoancore nó là sử dụng là cái MP35N. Thì đây là một cái chất liệu được sử dụng trong tất cả các cái loại mà catheter cũng như là cái dụng cụ để sử dụng trong nội mạch. Thế về chuẩn bị bệnh nhân đặt stent graft thì chúng ta biết là để có thể mà đặt stent graft cho bệnh nhân phình động mạch chủ bụng thì cái điểm đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý là với những trường hợp bệnh nhân phình động mạch chủ bụng đặt stent graft thì chúng ta cần phải sử dụng dự phòng huyết khối tĩnh mạch. Người ta thống kê thấy là khoảng chừng 5% những trường hợp bệnh nhân sau khi đặt stent graft động mạch chủ bụng thì có cái biến chứng là bị huyết khối tĩnh mạch sâu. Và cái huyết khối tĩnh mạch sâu thì ngoài cái chuyện là ảnh hưởng đến chức năng của chi thì cái nguyên nhân nguy hiểm đó là thuyên tắc lên phổi, có thể dẫn đến tử vong. Thứ hai là kháng sinh thì người ta chỉ cần sử dụng kháng sinh dự phòng. Và điểm thứ ba là hết sức lưu ý đó là chúng ta phải phòng ngừa suy thận cho thuốc cản quang. Chúng ta biết là phình động mạch chủ bụng khi mà điều trị bằng phương pháp stent graft thì chúng ta sẽ phải bơm thuốc cản quang để xác định hình thái của động mạch chủ, vị trí xuất phát của các cái lỗ động mạch. Và chúng ta phải kiểm tra động mạch sau khi mà chúng ta đặt stent graft, cho nên là việc sử dụng thuốc cản quang khá nhiều. Và đa phần các trường hợp phình động mạch chủ bụng đều ở người lớn tuổi có bệnh lý mạch máu, cho nên cái nguy cơ mà có cái chức năng thận nó bị suy giảm là rất cao. Nếu chúng ta không phòng ngừa thì bệnh nhân có thể bị suy thận sau khi can thiệp. Và có một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý là với những trường hợp điều trị phình động mạch chủ bụng bằng can thiệp nội mạch thì cái
định kỳ theo dõi là cứ 3 tháng, 6 tháng chúng ta sẽ phải chụp CTA để đánh giá cái mạch máu, xem là vấn đề là tái cấu trúc lại cái động mạch chủ có tốt không, có bị endolytic không. Cho nên là việc bảo vệ cái chức năng thận là hết sức quan trọng. Thế về tiến trình để làm cái can thiệp nội mạch thì chúng ta biết là nó sẽ gồm có các bước. Thứ nhất là chúng ta phải tiếp cận được cái mạch máu đường vào, tức là tiếp cận qua động mạch đa phần là động mạch tù trung và động mạch chậu ngoài. Sau khi đã tiếp cận động mạch đâm kim vào thì chúng ta sẽ phải luồn gai ngoài và đưa cái sheath. Rất là may là bây giờ là các cái sheath lớn đã có, cho nên là việc đưa các cái dụng cụ vào ít làm tổn thương cái thành mạch bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp mà động mạch bị xơ vữa, bị huyết khối. Thì trong cái quá trình thao tác đưa dụng cụ lên trên động mạch chủ thì không có cái sheath lớn thì cái nguy cơ nó sẽ rất là cao. Sau khi đã đưa dụng cụ lên trên đến động mạch chủ rồi thì chúng ta sẽ chụp hình động mạch chủ để xác định cái vị trí của cổ tứ phình và chuẩn bị bung thân chính. Thân chính sau khi bung xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái giai đoạn là đưa cái chân phụ lên và chúng ta sẽ bung hai chân phụ ở hai bên. Sau khi kết thúc cái phần là bung các cái dụng cụ để loại trừ cái phình động mạch chủ bung khỏi cái dòng máu chính thì người ta sẽ kiểm tra lại và nếu cần thiết thì nóng bóng để bảo đảm cái chuyện là không có endolytic và ghi hình mạch máu trước khi kết thúc thủ thuật. Tôi cũng xin giới thiệu một đoạn video ngắn là thực hiện cái can thiệp nội mạch tại bệnh viện Thống Nhất. Ở đây thì trong cái lớp CME để đào tạo cho các cái tuyến tỉnh thì đây cũng có các bác sĩ, để có bác sĩ từ dưới Rạch Giá, bác sĩ Đăng hiện giờ là phó giám đốc của bệnh viện Kiên Giang thì cũng đã tham gia cái trường hợp này. Thì đây sẽ chúng ta sẽ đưa cái stent graft. Đây chúng ta thấy là cái dụng cụ được đưa lên qua cái sheath từ đâm kim vào động mạch chủ. Sau khi chúng ta đưa cái dụng cụ này lên đến cái vị trí mà dự kiến là ngang của cổ tứ phình thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ ghi hình. Thì đây là chúng ta sẽ bơm thuốc cản quang, nên mục đích của bơm thuốc cản quang để chúng ta xác định vị trí của động mạch vị trí của động mạch thận, để chúng ta xác định cái vị trí của động mạch thận để chọn cái vị trí chúng ta đưa cái dụng cụ chúng ta bung ra. Thì đây chúng ta thấy là sau khi đã xác định được vị trí của động mạch thận và chúng ta xác định cái marker vị trí cao nhất của cái stent graft thì chúng ta sẽ đưa đúng vào cái vị trí mà chúng ta cần hạ đặt cái stent graft ở bên trong lòng động mạch. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ đưa cái dụng cụ, chúng ta sẽ bung cái dụng cụ. Chúng ta thấy đây, chúng ta xác định được cái vị trí chính xác của cái stent graft đúng ngang cái vị trí mà chúng ta cần hạ đặt và chúng ta sẽ xoay để chúng ta mở cái bung cái stent graft. Chúng ta thấy là khi mà bung ra thì cái stent graft nó sẽ nở giống như là cái bông hoa vậy nha. Để chúng ta thấy khi mà nó đi xuống thì nó sẽ bung ra, chúng ta sẽ bung hai nấc như là hai khớp đầu tiên để chúng ta xác định vị trí. Nếu vị trí đã đúng thì chúng ta sẽ bung luôn cho đến khi mà cái chân chân ngắn của cái chạc ba nó được bung ra. Đây chúng ta thấy cái chân ngắn của cái chạc ba, để chân ngắn của chạc ba được bung ra thì chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta tiếp tục là chúng ta đưa cái chân chân kéo dài từ ở phía dưới động mạch chậu chúng ta đưa lên. Đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ đo cái kích thước. Đây, chúng ta sẽ bơm thuốc qua cái sheath, chúng ta thấy đây là cái sheath lớn này để chúng ta có thể đưa dụng cụ qua cái sheath này và nó tránh làm tổn thương mạch máu. Chúng ta thấy đây là cái trường hợp động mạch chậu cũng bị phình, bị huyết khối rất là nhiều đoạn và chúng ta xác định vị trí xuất phát của động mạch chậu trong đấy và chúng ta sẽ đưa cái chân phụ lên nối liền vào trong cái vị trí của cái chân chân ngắn của động mạch của cái main body của cái thân chính. Thế thì có thể kết luận cho cái phần báo cáo này đó là can thiệp nội mạch trong điều trị phình động mạch chủ bung thì đã làm thay đổi cái tiên lượng cho người bệnh phình động mạch chủ bung và các cái phương pháp can thiệp thì đều có thể áp dụng dưới hình thức là gây tê vùng
quá trình thực hiện thì an toàn cho hầu hết tất cả các cái trường hợp, kể cả trong chương trình cũng như cấp cứu. Thế tuy nhiên để có thể làm được cái việc này thì chúng ta cần phải lưu ý là đánh giá rất là chính xác cái cấu trúc của hệ thống mạch máu, động mạch chủ bộ, động mạch chậu để chọn lựa cái dụng cụ nó phù hợp và với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, các cái dụng cụ mới nhỏ hơn, có nhiều cái lựa chọn hơn thì chúng ta đã mở rộng được cái chỉ định cho can thiệp nội mạch và thời gian hồi phục cũng như là các cái biến chứng ở những trường hợp phình động mạch chủ bụng được can thiệp nội mạch thì nó thấp hơn hẳn so với là phẫu thuật mở. Tuy nhiên để có thể làm được tốt cái việc này thì đòi hỏi chúng ta phải có trang bị đầy đủ các phương tiện và được đào tạo một cách chuẩn mực. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đại biểu và hy vọng là khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt hơn thì bệnh nhân sẽ được can thiệp tốt hơn và ít bị những cái biến chứng nặng vì vấn đề không tới bệnh viện được.